Thưa quý vị, ngày này 38 năm về trước thì nhiều người ông, người bà, người cô, người chú của chúng ta đã bỏ lại những hoài bão tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất của mình để dấn thân vào cuộc chiến chống lại quân xâm lược ở phương Bắc, bảo vệ người dân, giữ vững lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày mở đầu cho một cuộc chiến dai dẳng, đau thương, kéo dài suốt hơn 10 năm sau đó ở suốt một dải biên giới phía Bắc. Ngày 17 tháng 2 năm 1979 cũng là ngày nhắc nhở chúng ta về sự biết ơn cũng như nỗi day dứt khi vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại chiến trường, thân xác hòa vào đất mẹ. Bên cạnh đó là rất nhiều những người lính trở về với những vết thương không lành và những ước mơ mãi còn dang dở. Trong ngày 17 tháng 2 ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lật dở lại một trang sử bi hùng của dân tộc. Không phải để khơi lại hận thù đau thương, mà để có cái nhìn chính xác về giai đoạn lịch sử đó, để thêm cảm phục, lòng yêu nước, thêm biết ơn những hy sinh của cha ông ta thời điểm đó. Và người giúp chúng ta lật lại những trang sử đó là cựu chiến binh Hoàng Văn Hợp, hiện tại là thương binh 1/4, đang sống ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên ở Hà Nam. Và thưa quý vị, những ngày đầu tháng 2 năm 1979, cũng giống như rất nhiều người khác đồng trang lứa, thì anh thanh niên Hoàng Văn Hợp đã lên đường về với chiến trường Vị Xuyên ở Hà Giang. Và sau đó đã bị vết thương gây liệt nửa người. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hỏi là ông nhớ điều gì nhất vào ngày 17 tháng 2 năm 1979? 38 năm rồi. Ngày 17 tháng 2 là một ngày khá là khủng khiếp. Nhưng nó chỉ thoảng qua thôi. Đối với tôi lúc đấy còn rất là trẻ, một thanh niên mới lớn rồi. Tôi lúc đấy mới có 19 tuổi. Thực ra là trong chiến tranh thì tôi cũng chỉ xem qua phim ảnh thôi. Tôi là thế hệ sau. Thế nhưng mà thực tế thì mới thấy là cái sự khốc liệt của nó. Những tiếng đạn pháo rít rồi nổ, tôi không tưởng tượng được là nó lại dữ dội đến như vậy, khủng khiếp đến như vậy. Nói như vậy là ông cùng với các đồng đội của mình khi đó chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chiến khốc liệt và kéo dài đến như vậy, có đúng không ạ? Nói không chuẩn bị tâm lý thì cũng không đúng. Tôi được đơn vị tôi chuyển lên giáp biên giới đào hầm chuẩn bị từ năm 78 cơ. Thế thậm chí là suốt một năm chúng tôi đào hầm, sau đó là bàn giao lại cho bộ đội địa phương ở tỉnh. Thế những cái suốt cái năm tháng đấy chúng tôi rất là vô tư, còn trẻ mà. Thậm chí là hai bộ đội ở hai bên, phía bên kia và phía bên này, ta giữa ta và địch thì còn thậm chí là còn trêu đùa cơ. Tắm ở hai bên bờ sông Hồng mà đầu nguồn thì nó rất là nhỏ thôi. Cái đầu nguồn sông Hồng ở Lào Cai nhỏ lắm. Thế chúng tôi tắm ở hai bên bờ, mặc quần áo như nhau, quần đùi áo lót như nhau, thậm chí còn trêu đùa cầm đá ném cười trêu đùa với nhau. Thế cái tâm lý để mà chiến đấu là cũng không nó cũng chưa được rõ lắm. Thế sau đó là chúng tôi mới rút về, thì là để bàn giao lại cho cái đơn vị tỉnh đội. Sau đó là đến ngày 17 tháng 2 thì là xảy ra. Đấy, ngày 17 tháng 2 đã diễn ra cuộc chiến hết sức là khốc liệt. Tuy nhiên với những người ở thế hệ sau như chúng tôi thì từ khốc liệt cũng chỉ là một từ rất chung chung. Vậy ông có thể nói rõ rằng khi bắt đầu cuộc chiến, ông thấy cuộc chiến đó khốc liệt đến mức như thế nào? Đúng là ngay bản thân tôi cũng hiểu cái từ khốc liệt nó như thế nào. Thế nhưng mà tôi tạm nói khốc liệt mà chúng tôi lúc ấy có mặt ở đấy nó khốc liệt là ở chỗ là chúng tôi ở lúc ấy tuổi còn trẻ chưa va chạm với bom đạn. Hầu như là chưa bao giờ. Thế nhưng chúng tôi được khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng 2 thì các loại pháo ở phía bên kia biên giới bắn sang. Chúng tôi nằm ở trong hầm, thậm chí là chúng tôi nằm ở dưới một cái cánh rừng đào hầm, những cái hầm nhỏ thôi, nhưng mà ở dưới một cánh rừng tái sinh, nó thậm chí là ngửa mặt lên không nhìn thấy ánh trăng, không nhìn thấy ban đêm mà không nhìn thấy ánh sáng nữa. Thế nhưng mà sau một loạt pháo thôi thì chúng tôi thò đầu lên, nó như là một cái bãi trống, toàn bộ cây cối xé nát vụn ra, san bằng hết, đúng san không bằng ạ? Hết, và người sống người còn, người thì bị lấp hầm rồi thì ấy, nó đã san phẳng hết, tất cả những cái lá cây nó vụn ra như cám luôn. Đấy là những cái mà tôi có thể cảm nhận bước đầu là như thế, ngày đầu tiên là như vậy. Chàng thanh niên Hoàng Văn Hợp khi đó là bao nhiêu tuổi ạ? Tôi lúc xảy ra chiến tranh là tôi mới bước sang tuổi 19. Còn rất trẻ đúng không ạ? Rất trẻ. Những đồng đội của anh khi đó thì có cùng lứa tuổi với anh không? Đa số là cùng lứa tuổi.
Đa số là những chàng thanh niên 19 đôi 10 đúng tuổi, không ạ? Thậm chí là còn ít tuổi hơn. Ví dụ như là đơn vị vận tải của nữ thì lại còn nhập ngũ vào tháng 10 năm 78. Lúc ấy họ chỉ có 16, 17 tuổi thôi. Chính những người mà đưa tôi, khênh tôi ra đây, họ chỉ 16, 17 tuổi thôi. Vâng. Vậy thì cảm xúc của anh khi đó, một chàng thanh niên 19 tuổi mới nhập ngũ, cũng như là những đồng đội rất trẻ tuổi của anh, khi mà chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, cảm xúc của anh và đồng đội như thế nào? Cảm xúc ban đầu thì nói là không sợ là không đúng, nhưng cái sợ đấy nó chỉ thoảng qua một chút thôi. Thế còn sau khi cái khốc liệt của nó và sau khi những cái thoảng qua đấy thì chúng tôi lúc ấy không bao giờ nghĩ đến cái sợ, cái chết hay là cái giữa cái sống và cái chết, còn hay mất, thì lúc ấy hầu như là chúng tôi không có một chút nào suy nghĩ ở trong đầu nữa. Vâng, và ông có thể chia sẻ là không biết là ông đã bị thương trong tình huống như thế nào hay không ạ? Tôi thực ra là tôi ở đấy từ ngày đầu tiên cho đến lúc tôi bị thương thì tôi chỉ có một tuần thôi. Tôi chỉ trực tiếp 3 ngày đầu tiên là đơn vị chúng tôi chỉ có là chịu pháo, các loại pháo tăng rồi thì các loại pháo của phía bên kia biên giới họ bắn trả. Thế và đến ngày thứ 3 trở đi thì chúng tôi mới trực tiếp là giáp mặt với bộ binh của phía Trung Quốc. Thế thực ra bộ binh của phía Trung Quốc thì chúng tôi đa số là bị thương vong thì hoàn toàn gần như đến trên 90% là không phải do bộ binh của phía bên kia mà là chỉ do pháo thôi. Vì họ rất là đông và họ gần như họ không biết đánh nhau. Dạ vâng. Súng họ đưa lên trời họ bắn thôi. Và bọn chúng tôi có thể đứng xem họ bắn cũng chẳng sao cả. Vâng, và tôi cũng muốn hỏi lúc đó ông ấy có 19 tuổi. Thế chàng trai 19 tuổi sau đó đã đối mặt với cái vết thương của mình như thế nào, với những cái gánh nặng về thể xác mà mình phải đối mặt trong bao nhiêu năm qua? Thực ra tôi lúc đầu tôi nói cái từ khốc liệt. Thì bây giờ các chị hỏi tôi là đối mặt với cái vết thương thì đấy mới là cái khốc liệt nhất. Mà tôi bị thương lúc đấy mới 19 tuổi, tôi nằm viện khoảng gần một năm ra viện. Đấy là thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Không phải là bây giờ tôi ngồi ở đây và rất nhiều đồng đội tôi cũng bị thương nặng ngồi ở đấy. Mà đến bây giờ sau gần 40 năm còn lại nó dễ dàng đâu. Không hề dễ dàng, thì khó khăn vô cùng khó khăn để vượt qua. Vượt qua không phải là do đau đớn, không phải là do vết thương nặng, không phải do thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất, mà nó có một cái vượt qua được cái tâm lý để tồn tại đến bây giờ. Nó vô cùng, cái đấy tôi cho là cái khốc liệt nhất của đời tôi, cái bước ngoặt lớn nhất và cái mà tôi để tôi vượt qua đến bây giờ. Thì chúng tôi cứ đùa là ngồi anh em ngồi chơi cứ đùa với nhau là chúng tôi còn ở đến bây giờ, đúng là một kỳ tích. Không phải là do vết thương mà là cái tâm lý, vượt qua tâm lý mới là điều vô cùng là khó khăn đối với chúng tôi. Nói chung với tôi và anh em đồng đội tôi cũng vậy thôi, ai cũng như thế. Cũng có một số đồng đội tôi, anh em mà chúng tôi được chứng kiến không thể vượt qua nổi cái mặc cảm, thế rồi cái khó khăn mà mình phải vượt qua, là không thể nào chịu nổi áp lực. Vâng. Chứ không phải là không. Vâng, Thanh Huyên ngồi đây thì có để ý thấy là chân của anh thì vẫn thỉnh thoảng là bị rung lên. Nó bị rung, tôi chân tôi hoàn toàn bây giờ là gần như là không cử động được, cử động được rất nhẹ, tôi gần như là liệt hoàn toàn hai chân vì tôi bị vào cuộc sống. Cái thời tôi bị là bị mảnh đạn pháo. Vâng. Vậy thì xin hỏi là tình trạng vết thương của anh bây giờ thế nào và nó có gây nhiều phiền toái trong cuộc sống hay không? Nói đến phiền toái thì nó phiền toái suốt 38 năm qua, lúc nào nó cũng phiền toái. Thậm chí là đêm như là ngoài cái đau đớn ra rồi, tôi đang nằm đây, tôi đang ngồi đây là cái chân thi thoảng cứ giật, tôi phải ôm thế này đấy. Đang ngủ say. Mình cũng có để ý thấy. Rất là khó ngủ, nhưng mà khi vừa mới thì, gọi là vào được giấc ngủ thì nó giống như một người cầm chân giật mạnh thì lại tỉnh dậy, không thể nào ngủ được. Chưa nói đến chuyện đau đớn, nó cứ giật như thế, đấy là cái phản xạ thần kinh nó giật như thế. Như là có người cầm chân giật. Anh có bao giờ nghĩ rằng mà nếu không có cuộc chiến vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì cuộc đời của anh sẽ khác hay không? Cái đấy là khẳng định. Tôi khẳng định rằng nếu không có cuộc chiến mà xảy ra 17 tháng 2 thì cuộc đời tôi khẳng định là sẽ khác. Thế còn khác ở mức nào thì tôi chưa biết. Thế còn chắc chắn là sẽ tốt hơn bây giờ. Điều đó thì ai cũng có thể nhìn thấy. Không phải tốt hơn cho bản thân tôi mà tốt hơn cho bạn bè, cho anh em, cho gia đình, cho vợ con tôi. Chắc chắn là tốt hơn. Điều có đó. Ước mơ nào mà anh đã phải bỏ lại bởi vì vết thương do cuộc chiến này đã mang lại cho anh hay không?
Trước khi mà bị thương do cuộc chiến này thì anh có ước mơ trở thành? Ước mơ cũng có, nhưng còn những việc mình định làm thì vô cùng nhiều, mà không thể nói là chưa làm được, mà vĩnh viễn không bao giờ chúng tôi là có thể làm được nữa. Những người như chúng tôi không thể làm được. Còn ước mơ thì có chứ. Cụ thể ai, tôi nghĩ là ai cũng có. Cụ thể tôi lúc đấy là tôi là một anh lính mới vào sau huấn luyện được 6-7 tháng. Sau đó là đơn vị gần như lúc đấy là đất nước hòa bình chỉ có trong phía nam Campuchia thôi. Thì chúng tôi là những người khoảng độ một số ít được ở lại. Và người thì đi học làm thợ xây, người thì đi học y, ngành y. Thế rồi thì tùy theo những trình độ của từng người một. Chúng tôi là những người được ở lại phía Bắc, không phải và không theo đơn vị vào trong miền Nam ở lại. Còn tôi là nếu tôi đã nói rất nhiều lần với anh em mà nếu như không xảy ra chiến tranh thì bây giờ tôi chắc là một người công nhân lái máy xúc, máy ủi. Vậy. Thì tôi đã bắt đầu vào trường học, chuyển bị học mà được khoảng độ nửa tháng rồi thì xảy ra chiến tranh, chúng tôi lại phải gác lại, lau rửa gác lại rồi thì lại phải khoác súng đi để xảy ra chiến tranh, và cuối cùng là bị cái điều rất rõ ràng là tôi sẽ trở thành người công nhân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì chắc chắn là tôi sẽ trở thành một người công nhân thôi, chứ cũng chẳng có ước mơ gì là lớn lao lắm. Tuy nhiên là một ước mơ bình thường như vậy nhưng mà hiện tại thì cũng rất là khó để có thể thực hiện được, không thể thực hiện được, đúng không? Không thể luôn. Vâng. 38 năm đã trôi qua thì điều gì khiến anh cảm thấy nuối tiếc nhất cho bản thân mình cũng như là cho các đồng đội khi mà nhớ lại cuộc chiến năm xưa? Có rất nhiều điều nuối tiếc. Những cái điều nuối tiếc là như tôi vừa nói là những cái điều mình muốn làm nhưng không thể làm được. Làm cho gia đình, gần nhất là cho bố mẹ, cho anh em, rồi sau này là cho vợ, cho con. Mình muốn làm rất nhiều điều mà mình không thể làm được. Có rất nhiều điều mình không cố cũng không thể làm được. Còn đối với những đồng đội của anh thì sao? Đồng đội tôi cũng thế thôi, có rất nhiều người vất vả. Có những đồng đội ngay gần đây thôi, có một đồng đội thậm chí là hôm trước vẫn ngồi uống chè với nhau nhưng chỉ sau 5 phút thôi là tắt thở và ra đi. Vừa được 49 ngày cách đây 2 hôm mà tôi cũng đến quê ở Thái Nguyên đấy. Đấy, và rất nhiều những cái, có những cái đồng đội tôi khỏe mạnh bình thường cùng đi nhập ngũ với tôi một ngày xong là vào tham gia chiến tranh ra trở lại không có một vết thương sứt mẻ gì nhưng lại ngơ ngác không biết gì cả, sau đó là cứ đi lang thang ngoài đường không biết gì cả, người ta gọi là bị tâm thần đấy, không biết gì cả. Tôi nghĩ rằng nếu không có chiến tranh thì chắc là những cái người bạn, người đồng đội của tôi sẽ không thể xảy ra những cái trường hợp như thế được, vì nó áp lực tâm lý. Còn bây giờ thì sao ạ? Cuộc sống hiện tại của anh cùng với gia đình ở tại trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên ở Hà Nam hiện tại đang như thế nào? Với tôi thì tôi như tôi đã nói, cái sự khốc liệt nhất là cái tâm lý vượt qua được trong khoảng 3 năm. Tôi cũng như là đồng đội tôi mới vượt qua được. Thì cho đến bây giờ thì chúng tôi có thể nói là đã vượt qua được rồi. Và đến bây giờ vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện với lại các chị ở đây. Đúng là chúng tôi nói là một kỳ tích rồi. Thế cho nên là mọi cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày rồi những cái ước mơ rồi những cái mọi chuyện mà đã không thể làm được thì thôi chúng tôi gác lại và cứ sống bình thường. Và gia đình của tôi bây giờ ở trung tâm điều dưỡng thì tôi có một vợ và một cháu gái. Bây giờ cháu đi làm rồi. Và cuộc sống gia đình hiện tại thì cũng tạm ổn đúng không? Tạm ổn. Nhất là nhiều những năm về đây thì nó cũng có sự quan tâm của xã hội nhiều hơn rất là nhiều so với trước. Nếu về cả tình cảm rồi thì vật chất rồi mọi cái thì xã hội quan tâm đến so với khoảng 10 năm về trước thì bây giờ nó khác hẳn rất là nhiều, cho nên cũng đỡ vất vả hơn. Thế còn chúng tôi thì ngày nào cũng phải chống chọi, giờ nào cũng phải chống chọi. Ngay bây giờ ngồi đây tôi cũng vẫn cứ phải chiến đấu liên tục. Vâng, vẫn là một chiến binh đến lúc nào trên những mặt trận khác đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn cựu chiến binh Hoàng Văn Hợp đã tham gia chương trình Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là xúc động. Vâng. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2017. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin được gửi những lời tri ân và biết ơn sâu sắc tới anh Hoàng Văn Hợp cũng như là rất nhiều những người đã ngã xuống mà chưa được khắc tên. Tổ quốc mãi mãi ghi ơn.